Thưa quý vị, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là một xã đảo nằm biệt lập bên dòng sông Cổ Chiên với ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống. Nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Ban đại diện Phật giáo người Hoa thành phố Hồ Chí Minh khánh thành cầu dân sinh, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê còn nhiều khó khăn. Sống tại địa hình sông ngòi phức tạp, giao thông chia cắt, người dân xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm đi lại gặp nhiều khó khăn, chủ yếu thông qua cây cầu Đình Thanh Khê đã xuống cấp. Trước thực tế đó, Chư Tôn Đức đã vận động Mạnh Thường Quân phối hợp với chính quyền sở tại xây dựng mới cây cầu Đình Thanh Khê có chiều rộng 4m và chiều dài 67m cùng lan can kiên cố. Đây là một cái tuyến quan trọng của hai ấp, đồng thời là cũng một xã luôn, để giao thông cho bà con sinh hoạt ở đây hôm nay cũng như để bắt đầu làm lễ khánh thành. Sau 5 tháng thi công với chi phí 1,4 tỷ đồng, cây cầu mới khang trang đã được hoàn thành. Bà con vui mừng và phấn khởi vì việc đi lại vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều, nhất là trong mùa mưa bão. Cây cầu không chỉ là một dự án giao thông mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, sức mạnh cộng đồng. Đây là một cái vinh dự, cái vinh hạnh và cái nhu cầu rất cần thiết đối với địa phương. Tại vì cầu trước đây thì cây cầu này chỉ có 1m2 thôi, là chỉ phục vụ cho xe hai bánh và người bộ hành đi lại, nhưng mà cầu cũng xây dựng rất lâu năm, nó xuống cấp. Hôm nay được tài trợ nâng cấp lên, là cây cầu với diện tích bản mặt cầu là 4m, tải trọng là xe 5 tấn. Đó là không những là chính quyền địa phương mà kể cả người dân của hai xã Thanh Bình và Quế Thiện rất là vui sướng khi được nhận được tài trợ cái công trình cầu này. Dịp này, Chư Tôn Đức cũng trao tặng 300 phần quà tới bà con khó khăn. Tặng phẩm bao gồm mì, gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 180 triệu đồng.